top 3 chiếc iPhone đáng mua nhất 2024. Top 1 chắc chắn sẽ khiến anh em bất ngờ. Đứng vị trí thứ 3 đó chính là em iPhone 12 Pro Max. Mặc dù em này đã được ra mắt cách đây 4 năm, nhưng mà em nó vẫn được mệnh danh là iPhone quốc dân năm 2023. Và cho đến thời điểm hiện tại thì em này vẫn đang cực kỳ hot, cháy hàng liên tục, thiết kế giống đến 90% chiếc iPhone 15 Pro Max, hình thiết cực kỳ sang chảnh. Thì với nhu cầu sử dụng cơ bản, iPhone 12 Pro Max là một chiếc iPhone ngon với nhiều trang bị mạnh mẽ như màn hình OLED 6,7 inch, còn chip A14 Bionic, kết hợp với bộ 3 camera 12 megapixel, phục vụ đầy đủ các tác vụ chụp ảnh cho anh em. Với mức giá cực kỳ dễ chịu thì con này rất đáng để mua. Đứng vị trí thứ 2 đó chính là iPhone 13, tốt hơn 12 Pro và không khác gì iPhone 14. Mức giá loanh quanh của em nó chỉ từ 12 đến 13 củ khoai, nhưng ngoại hình nhỏ gọn, màu sắc trẻ trung và cảm giác cầm nắm vừa tay, không bị nặng như dòng Pro Max. Màn hình OLED 6,1 inch, còn chip A15 Bionic hiệu năng cực cao, cùng với đó là cụm camera 12 megapixel giúp những anh em đam mê chụp ảnh hay là chơi game ấy vẫn có một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Và cuối cùng đó chính là top 1. Nhiều anh em nghĩ là 15 Pro Max hay là 15 Plus, bởi vì em nó vừa mới ra lại còn khỏe. No. Top 1 ý, chính là iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 ý, hay là iPhone 15 Plus thì gần như là không có cửa với em này. Còn 15 Pro Max thì giá vẫn còn quá cao. Vậy nên em này vẫn xứng đáng là top 1 với những gì nó mang lại. Bất kể là về camera, thiết kế hay là màn hình thì 14 Pro Max hơn hẳn những con còn lại, mà giá cũng cực dễ chịu, không quá cao như là hồi mới ra mắt. Màn hình OLED 6,7 inch, có chip A16 Bionic kết hợp với bộ 3 camera có cảm biến lên đến 48 megapixel. Nhưng mà để chụp hình á, chỉ có 10 đêm. Và đây chính là